Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Toyota Hiroshima Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Thắng sẽ đi cập nhật nhanh 3 chiếc xe mới vừa được bên công ty thu về nha. Xe gia đình hoàn toàn. Và Thắng sẽ đi quay hiện trạng của cái xe chưa được làm đẹp để cho quý anh chị chúng ta thấy thực tế nha. Đầu tiên là mẫu xe Innova Venturer, xe sản xuất 2018 nha quý anh chị, mang biển số ở An Giang 67A. Xe này đi được 57.000 cây rồi, màu đen. Innova Venturer thì chúng ta có 3 màu nha, màu đen, màu trắng và màu đỏ. Với một cái form thiết kế mâm đen nè, thêm bộ body kit thì tạo cho chiếc xe thể thao hơn, trẻ trung hơn nha. Xe này thì đang trong quá trình kiểm tra chất lượng và làm đẹp. Anh chị có thể thấy nè, lúc trước khi mà thu về á, chủ có lắp những cái viền đen thì về bên Thắng tháo bỏ nha, tại vì cũng cũ rồi, tháo bỏ để vệ sinh lại. Hiện trạng xe thì có một số vết trầy xước thì bên Thắng sẽ tiến hành sơn đánh bóng lại cho mình. Xe gia đình đi được có 57.000 cây thôi. Mâm đen nè quý anh chị, mâm lớp còn khá là dày nha, tại vì xe đi được có 57.000 cây thôi, lớp dự phòng chưa hạ. Rồi, bộ dán cửa nè, cũ rồi bên Thắng tháo ra. Khi mà quý anh chị mua, Thắng sẽ xin công ty hỗ trợ thêm cho mình những cái phụ kiện thiếu để cho xe đẹp hơn nha. Nội thất bên trong xe nè quý anh chị. Đây, vô lăng, bao tay lái, trải táp lô, ghế màu đen, trần xe thì được bọc 3D đây, đầu Android nè, tích hợp camera hành trình phía trên. Đó. Điều hòa tự động nha, số tự động 6 cấp, có cân bằng điện tử. Mẫu xe này thì bên công ty đang dự kiến chào bán mức giá là 727 triệu nha quý anh chị, Venturer 2018. Đây, mọi thứ sạch sẽ, chắc khoảng một tuần lễ nữa thì xe này sẽ hoàn thiện nha. Quý anh chị lên ưng ý thì chúng ta lên coi xe đi. Nếu như vừa ý rồi thì chúng ta đặt cọc để mà giữ xe thôi. Sau khi mà xe hoàn thiện, bên Thắng hoàn thiện khâu kiểm tra chất lượng và làm đẹp xong á, có sổ bảo hành đồ luôn, thì chúng ta lên đóng đủ tiền và nhận xe nha. Đó là quy trình bán xe bên Thắng rất rõ ràng và an toàn cho quý anh chị nha. Xe sau khi mà quý anh chị chúng ta nhận xe sẽ được bảo hành thêm 1 năm hoặc là 20.000 km về động cơ và hộp số nha. Ta mua tại hãng ta yên tâm. Đó là chiếc xe thứ nhất, Innova Venturer 2018, 727 triệu đúng không anh chị. Rồi chiếc thứ hai thì bên Thắng đã lên Đắk Nông để mà thu về. Chiếc xe đến từ hãng Hyundai nha. Đây, xe màu trắng, Hyundai Santa Fe 2021 bản xăng 2 cầu số tự động. Xe mang biển số 48 nè. Mẫu xe này thì đi chỉ được có 18.000 cây thôi, nước sơn zin là 100% nha quý anh chị, rất là đẹp. Những chiếc xe đến từ hãng Hyundai thì quý anh chị biết rồi, công nghệ nhiều nè, mẫu mã thiết kế đẹp, đi êm, đi gia đình nha. Bản cao cấp premium nha quý anh chị. Giá chào bán dự kiến mẫu xe này là 1 tỷ 217 triệu, 1 tỷ 217 triệu nha. Chất lượng xe thì chắc Thắng không cần phải bàn đến nha quý anh chị, ta vô hãng ta mua thì yên tâm. Cam kết về chất lượng như là không cắn đụng tai nạn nè, không ngập nước, không tua đồng hồ. Đó, những cái điều tiên quyết, những cái cam kết khi mà mua xe tại hãng. Xe rất là đẹp luôn. Nội thất nè quý anh chị. Ghế da màu nâu đỏ nha. Trần màu đen. Camera hành trình dán phim đầy đủ hết rồi. Đối với mẫu xe này thì quý anh chị chúng ta mua về chỉ có dùng thôi, không cần phải đi làm phụ kiện thêm gì hết, chủ trước làm hết rồi. Đây, phía sau xe nè, đó, đang trong quá trình làm thì còn đồ đạc chưa có dọn luôn. Và đối với mỗi chiếc xe cũ á, bên Thắng sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng 176 hạng mục trước, sau đó thì sẽ làm đồng sơn bên ngoài nếu như xe có trầy xước. Còn đối với chiếc Santa Fe này chắc không làm đâu, tại vì hiện trạng xe không có trầy xước gì hết. Sau khi mà làm đẹp bên ngoài xong á, thì sẽ tiến hành làm đẹp theo cái gói Maruguri độc quyền của Tân Cảng nha quý anh chị. Thì cái gói đó thì sẽ vệ sinh khung gầm nè, động cơ nè, nội thất, ngoại thất, nói chung làm xe sao xuất xưởng giống như xe mới vậy đó. Chỉnh vô một chiếc xe tầm khoảng tuần lễ đến 10 ngày thì mới hoàn thiện nha. Rồi, Hyundai Santa Fe 2021 đi được 18.000 cây, bản xăng 2 cầu premium đi được 18.000 cây. Với mức giá chào bán dự kiến là 1 tỷ 217 triệu nha. Đó là chiếc thứ hai. Rồi chúng ta tiếp tục nha.
Tiếp tục chiếc thứ ba là một mẫu xe giá thành tương đối rẻ để cho quý anh chị ta có thể chạy dịch vụ có lợi nhuận nha. Đó là chiếc xe Toyota Rush sản xuất 2020 và đăng ký 2021. Đó, xe đi được có 32.000 cây thôi, màu trắng. Xe này thì còn bảo hành toàn quốc đến năm 2024 nha quý anh chị. Bảo hành toàn quốc luôn. Nếu trong quá trình sử dụng á mà có hư hao gì thì quý anh chị có thể đi bất kỳ đại lý nào của Toyota đều được bảo hành giống như xe mới. Xe 4 lớp zin theo xe, lớp dự phòng chưa hạ. Phụ kiện thì có dán phim rồi. Mang biển số Đồng Nai nha. Đi được 32.000 cây thôi, màu trắng. Bên trong xe nè quý anh chị, có bộ ghế da trải sàn 3D, rồi trải táp lô, bao tay lái, đầu Android đầy đủ. Này, số tự động nha, điều hòa tự động. Xe này thì nhập khẩu Indo, 7 chỗ rộng rãi, máy 1.5. Bây giờ những dòng xe mà 7 chỗ máy 1.5 đang là xu hướng nha quý anh chị. Ta có thể chạy kinh doanh thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn và chúng ta sẽ có lợi nhuận hơn. Còn những xe cao hơn như là máy 2.0 á thì bây giờ cũng đang chững lại rồi, khách hàng cũng đang chững lại tại vì xăng lên giá cao quá. Nè, xe thiết kế đẹp nha. Mẫu xe Rush 2020 đăng ký 2021 này thì chào bán mức giá là 645 triệu nha quý anh chị. Đó là ba chiếc xe mà Thắng muốn cập nhật nhanh để cho quý anh chị ta nắm nha. Nếu như quan tâm mẫu xe nào thì tư gọi cho Thắng, Thắng sẽ tư vấn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh nè, thủ tục mua bán, rồi sau đó hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế, lái thử cảm nhận luôn. Tại vì nếu như chúng ta mua xe thì chúng ta phải lên coi thực tế, tại vì nhiều khi Thắng thì Thắng chỉ quay sơ bộ thôi, quý anh chị chúng ta chỉ coi sơ bộ về xe cũng như thông tin thôi. Còn về nếu mà chúng ta mua, chúng ta nên lên coi thực tế thì chúng ta sẽ cảm nhận được chiếc xe và thực sự ta yêu thích thì chúng ta chọn nha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau nha.